Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Radiant. Nội dung chương mục tổng hợp tin tức xe máy hôm nay, mình sẽ cập nhật giá bán cũng như trả góp cho dòng Sachia nhập khẩu tư nhân cũng như nhập khẩu chính thức từ Suzuki Việt Nam nha các bạn. Bạn nào xem xong clip đừng quên đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát này ha. Bạn nào mà theo dõi kênh mình chắc cũng biết đến cửa hàng này rồi nha. Cửa hàng này tọa lạc ngay khu công nghiệp ngã tư hướng đi vô khu công nghiệp Mỹ Phước 1 đó. Mình theo thường lệ mình sẽ quay mặt tiền cửa hàng để các bạn tiện theo dõi cũng như nhận biết luôn nha. Và số điện thoại liên hệ mua xe mình luôn cập nhật phía góc trái màn hình nha. Đó chính là 0961 469 919 hoặc là 0973 900 369, gặp anh Côn nha. Anh này là chủ cửa hàng xe máy An Thành Phát ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào cửa hàng để review cho các bạn luôn nha. Rồi trước mặt các bạn đây đó chính là ba phiên bản Sachia 150 mà bên cửa hàng đã đổi lại cái màu tem nha các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn nha. Bên góc phải màn hình các bạn đây đó chính là màu vàng, và ở giữa là màu xanh đen nha. Và kế bên đây là màu xanh xi măng nha các bạn, hay còn gọi là màu xám xi măng các bạn hay thường gọi đó. Nói chung là tên này thì khách hàng hay gọi, bên mình đặt theo thôi, chứ bên mình cũng không có khái niệm màu này là màu xám xi măng nha. Đó, nói chung là ba màu này là một trong những màu rất là hot tại thời điểm hiện tại luôn ha. Đó, thì mình sẽ cập nhật giá bán luôn nha. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Sachia nhập khẩu chính thức từ Việt Nam nha, với mức giá là khoảng 52 triệu đồng. Và giá này đã bao gồm VAT rồi ha. Và đặc biệt là các bạn không cần trả trước cho dòng xe này nha. Còn riêng dòng Suzuki Sachia mà nhập khẩu tư nhân được bán với mức giá là khoảng 54 triệu đồng. Và giá này cũng đã bao gồm VAT rồi ha. Về phần trả góp thì các bạn cũng không cần trả trước luôn nha. Một trong những ưu đãi rất là hot trong tháng 5 này luôn ha. Đó, giá mình cập nhật là giá cập nhật trong đầu tháng 5 này nha. Và về phần trả trước á, thì nói chung là bạn nào mà trả trước 50% giá trị chiếc xe là nhận ngay cả vẹn gốc ha. Thủ tục thì rất là đơn giản luôn, chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu nha. Nói chung là thủ tục mình không bị nợ xấu là mình làm rất là đơn giản, rất là dễ đậu luôn nha mọi người. Rồi tiếp tục mình sẽ review sơ lược ba phiên bản này để các bạn xem luôn ha. Về thông số kỹ thuật cũng như các chi tiết thì các bạn quá rành rồi nha. Mình chỉ review sơ sơ xương xương cái màu mà bên cửa hàng đã đổi lại màu tem thôi nha các bạn. Thì nói chung là cửa hàng chỉ đổi lại màu tem thôi, còn các chi tiết động cơ là vẫn giữ nguyên nha. Đó, đây là mặt hông nè, phiên bản màu xám xi măng, màu xanh xi măng nè. Đây là xanh xi măng nha các bạn. Đó, thấy không? Nhìn rất là đẹp luôn. Đây là một trong những màu mà đang rất được mọi người ưa chuộng luôn đó. Cửa hàng này đổ theo kiểu là sở thích yêu cầu của khách hàng mà. Thấy khách hàng yêu cầu màu nào nhiều là đổ màu đó đó các bạn. Đây, đây phần mặt trước này nha. Thấy không? Nhìn rất là đẹp luôn ha. Đó. Tiếp theo đây là màu xanh đen, xanh lá cây nè, nhìn cũng rất là nổi bật luôn. Ừ, không? Bánh mâm được dán để can dạ quang này, nhìn rất là đẹp luôn ha. Cái hai mình sẽ quay bằng phần mặt hông nè. Thấy chưa? Màu xanh kết hợp với màu đen nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Thấy không? Đây là mặt hông bên phải của xe nha. Thì mặt hông bên phải của xe cũng như mặt hông bên trái của xe thôi, không có gì khác biệt hết. Và tiếp tục là màu vàng này nha. Đây, màu vàng này đang là hot trend này các bạn. Vàng kết hợp với màu đỏ đen nhìn rất là nổi bật, rất là đẹp luôn. Đi chiếc này ra ngoài đường là đúng là kiểu như là nổi bật trước đám đông luôn đó, thấy không? Rất là đẹp luôn ha. Màu này đang rất là được ưa chuộng bây giờ đó các bạn. Thấy không? Đây mặt không xe này, mình quay mặt không xe ha. Không. Tên xe này ha, được dán rất là đẹp luôn được. Đây là màu sơn chứ không phải màu dán, mình quên nha, đây là màu sơn nha. Đó, tên xe được sơn rất là đẹp luôn ha. Thấy chưa? Đó, đây là ba màu. Thì ngoài ba màu này ra thì cửa hàng còn rất là nhiều màu sắc khác cho các bạn lựa chọn luôn nha. Nhưng mà mình chỉ lựa ba màu này ra để mình quay cho các bạn tham khảo thôi. Tại vì ba màu này đang được rất là nhiều bạn ưa thích luôn ha. Và mình sẽ cập nhật giá lại một lần nữa nha. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Sachia, phiên bản Việt với mức giá là khoảng 52 triệu đồng nha. Phiên bản Việt là phiên bản nhập khẩu chính thức từ Suzuki đó các bạn. Là phiên bản này được bán với mức giá là 52 triệu đồng ha. Và giá này là bao gồm VAT rồi ha. Về phần trả góp á, thì các bạn không cần trả trước nha, cũng có thể lấy xe về rồi. Còn bạn nào mà trả trước 50% giá trị chiếc xe là nhận ngay cả vẹn gốc ha. Còn riêng phiên bản Sachia nhập khẩu thì được bán với mức giá là khoảng 54 triệu đồng. Và các bạn cũng không cần trả trước luôn, cũng có thể lấy xe về. Và bạn nào trả trước 50% giá trị chiếc xe cũng nhận ngay cả vẹn gốc luôn nha. Thủ tục thì cũng rất là đơn giản luôn,
chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu nha. Đó, thấy không? Rất là xịn sò luôn ha. Và nói chung là mình nghĩ là các bạn nên trả trước một ít để mình dễ làm thủ tục hồ sơ nha. Nói chung là bạn nào mà trả trước càng nhiều á thì nó càng tốt nha các bạn. Tại vì nói chung là mình trả trước càng ít á thì cái số tiền mình mượn lại ngân hàng nó càng nhiều. Mà càng nhiều á thì lãi suất nó lại cao. Nên mình khuyên là bạn nào mà mua xe trả góp thì cứ nên trả trước càng nhiều càng tốt ha. Như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp và review sơ lược chi tiết phiên bản Sachi 150 mà bên cửa hàng đã độ lạc màu tem trong đầu tháng 5 này. Bạn nào xem xong clip đừng quên đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau.